Đây là một tình huống rất là thường gặp. À, đây, nhìn cái khẩu cái cứng của cổ, tức là cái sàn miệng ở phía trên đó, nó có một cái cục u tròn tròn. Rất là nhiều bệnh nhân đến đây khám với bác sĩ Ngọc vì một cái cục u đó không đau và rất cứng. Thi thoảng thì đồ ăn mình ăn mình nhai cái đồ ăn nó chạm vô rồi nó trầy một chút thôi và nó không phát triển đó, thấy không, thấy rõ không? Rồi rồi em xuống đi. Cái đó là một cái u xương lành tính, thấy không? Tức là cái vùng mũi của mình và vùng miệng của mình nó được ngăn cách bởi một một cái vòng xương đó đó. Thì cái phía đằng trước nó là cứng, ta gọi là khẩu cái cứng, còn phía đằng sau là cái phần lưỡi gà, cái phần mềm, mà có cái lưỡi gà đó là khẩu cái mềm. Thì khẩu cái cứng là cấu tạo nó là xương, cho nên là nó sẽ, nếu mà có u thì nó là gọi là u xương. Thì trong cơ thể mình chỗ nào cũng có thể u được hết á. Thì cái cô bé này là bị u cái phần khẩu cái cứng mà u lành tính. Thì u lành tính đó, nó phát triển chậm lắm em, mà hầu như nó không lớn luôn. Cái này chắc chắn với em là em có từ nhỏ rồi đó, chứ không phải em mới đâu. Mà tại vì nó không có gây khó chịu gì hết, thì cho nên cổ mà không để ý. Thì chừng nào mà mình phải tự mình soi gương mình thấy ủa sao kỳ vậy. Thật ra bác sĩ Ngọc cũng có mà không to bằng em, cũng có, và nhiều bệnh nhân cũng rất có, cũng có. Thi thoảng á, là mình ăn đồ ăn cứng ăn xương thì nó chạy gì thôi, cho tới 80 tuổi nó cũng vậy, em yên tâm đi. Còn thuốc em hỏi thuốc thì sẽ không có thuốc, đối với u là không có thuốc. Chừng nào mà viêm nhiễm thì mới uống thuốc ha, u thì không có thuốc. Nếu mà cứ nhất định đòi điều trị là mổ, mà bây giờ cái màng xương nó như vậy đó, mổ á, thì phải cắt cái phần đó thành nó lủng. Nó lủng mà bây giờ phải có, mình phải có cái đồ xương nhân tạo để mình ghép vô. Rồi đó, chi phí nó tốn kém mà nó không cần thiết. Đó, em thấy không? Thà là cứ để xương nó tự nhiên mà nó u như thế thôi. Còn ngoài ra nó không phát triển, nó là u Nó xương. không phát triển lên những trạng ảnh hưởng gì. Nó không ảnh hưởng gì hết. Thì em cứ xem 1 tháng, 2, 3 tháng nữa, 1 năm, 2, 3 năm nữa nó cũng y chang như vậy đó. Nó u xương thôi. Và xương trong cơ thể mình chỗ nào cũng có thể có u được hết, là tự nhiên nó bị u chỗ đó. Vậy thôi. Là mình cũng nóng ruột thế nào mình cũng muốn thế, tự nhiên nhìn thấy cục vậy đó. thì đi khám bác sĩ, đúng rồi, chỉ có bác sĩ mới nhìn hoài, mình thì mình thấy của mình thôi, còn bác sĩ là khám rất là nhiều người là, và còn theo dõi nữa, thành thử là bác sĩ mới có kinh nghiệm chứ. Thì bác sĩ Ngọc giải thích như vậy để cho yên tâm là nó không vấn đề gì, không cần uống thuốc cũng không cần mổ xẻ gì hết nha. Rồi rồi vậy thôi. Rồi em cảm ơn khám nha. Như vậy là đấy, yên tôi tâm thấy rồi. yên tâm, không có những viện bác sĩ có chuyên khoa, nhờ bác sĩ tư vấn thì mới được. Rồi còn chị, ví dụ chị lớn tuổi 40 tuổi trở lên là chị cần là phải tầm soát ung thư định kỳ, là mình cái gì mình cũng phát hiện giai đoạn 0, giai đoạn 1 á, thì mình điều trị nó mới hết luôn và nó không có bị tỏ cái cơ quan đó. Ví dụ như vú mà giai đoạn 1 ung thư vú là mình điều trị mình vẫn giữ được vú, mình cứ để qua giai đoạn 2 là mình phải mất vú, và rất là nhiều cái như vậy Đấy, ung em thư. cũng cũng xin nhờ vào đây đấy, đây là Chị có khám đây đúng không? có Rồi bé này em nhiêu tuổi tới rồi? em mới dẫn cháu xuống còn 32. 32 rồi, nay mai cũng nên đi tầm soát đi nha. Cho nó cứ định kỳ cho nó Lấy